Ní ma khảo. Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục học bài 3. Tỷ san cửa. Tỷ san cửa. Tỷ san cửa. Tỷ san cửa. Trước tiên hãy nghe và nhắc lại to và rõ từ học. Xuế. Xuế học tiếng Trung Xuế ủyải ủy học tiếng Trung à phíaảiủ màyảiủ Cái cách này tùy trường hợp mà có thể dịch thành học tiếng Trung à hay học tiếng Trung không bạn học tiếng Trung à? Bạn học tiếng mà anh học tiếng Trung à? dùng từ lịch sự. học tiếng Trung à? dùng từ lịch sự. à? Bù. Bù. Bây giờ là từ tiếng Anh. Yên Yên. Yên. Ủ. Y Yên Yên Học tiếng Anh. 学英语，学英语，好听啊！学英语吗？学英语吗？还问来，你学中文啊？你学汉语吗？你学汉语吗？ Hãy trả lời không học tiếng Anh. Bù, xuế yên ủy xuế Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Xin chào. Nói thông thường. Nhí hảo. Rất bận à 很忙吗？tiếng trung không khó lắm. 汉语不太难。